thứ sáu. Câu 6. Có thể điều chế canxi bằng cách nào? Bây giờ chúng ta ôn tập một chút về điều chế kim loại. Điều chế kim loại thì chúng ta có 3 nhóm kim loại em ạ. Là có 3 phương pháp chứ không phải 3 kim nhóm mà 3 phương pháp. Phương pháp nhiệt luyện. Nhiệt luyện là ta cho oxit này. Oxit kim loại cộng với chất khử. Chất khử ở nhiệt độ cao thì thu được kim loại. Đấy, chất khử ở đây ấy, người ta dùng là những chất gì? Chất khử ở đây ấy, người ta dùng đó là nhôm này, hoặc là carbon này, hoặc là CO này. Đấy, hoặc là hydro. Đấy. Thế nhưng pháp nhiệt luyện này chúng ta áp dụng cho những kim loại gì? Tùng có biết không? Áp dụng những kim loại gì? Kim loại mạnh nhá. Không phải là kim loại yếu. Trung bình và yếu. Đấy. Phương pháp này là áp dụng. Áp dụng cho kim loại trung bình và yếu. Tức là đứng sau cái gì các em nhỉ? Sau cái gì mới được? Sau AL đúng không? Chính xác. Sau AL mới được. Từ AL trở về trước là kim loại mạnh. Là phương pháp thủy luyện. Phương pháp thủy luyện thì nguyên tắc nó là cho muối. Cho muối này. Kem cộng với một cái kim loại. Kim loại mạnh. Tạo thành kim loại yếu hơn. Kim loại yếu hơn. Để dung dịch muối nhá, để dung dịch muối thầy viết viết thiếu đấy, dung dịch muối cộng kim loại mạnh thành kim loại yếu hơn. Cái này chúng ta cũng chỉ áp dụng cho kim loại gì thôi, cũng giống như là giống như trên thôi, cũng kim loại trung bình và gì nhỉ, và yếu, cũng là chỉ áp dụng cho sau nhôm thôi. Thế còn phương pháp thứ ba là phương pháp điện phân. Điện phân thì có mấy loại điện phân rồi các em? Có 2 loại. Điện phân gì và gì nhỉ? Dung dịch và điện phân gì? Nóng chảy. Điện phân dung dịch. Thì các em áp dụng cho kim loại gì? Cũng như trên. Đúng rồi, cũng là kim loại trung bình và yếu sau AL. Thế còn điện pháp điện phân nóng chảy. Nóng chảy áp dụng cho cái gì? Kim loại mạnh, đúng rồi. Kim loại mạnh. Kim loại mạnh cụ thể là trước, không phải là trước mà từ AL trở về trước, từ AL trở về trước. Đấy, đây là lý thuyết cơ bản về điện phân. Thế đương nhiên là chỉ là cơ bản thôi nhé, chưa phải là đầy đủ bởi vì nó còn rất là nhiều phương trình minh họa cơ. Nhưng mà thầy cơ bản thế đã. Vậy thì các em sẽ chọn đáp án nào? Đáp án gì nhỉ? Đáp án A. Đấy, vậy thì câu 6 các em sẽ chọn đáp án A. Điện phân nóng chảy CaCl2. Điện phân nóng chảy thành Ca cộng CL2. Thế tại sao em chọn đáp án A này? Vì Ca là kim loại gì nhỉ? Kim loại mạnh. Đấy, top 4 kim loại mạnh đầu tiên đấy. Khi bà con nào là top 4 kim loại, người ta gọi là siêu mạnh. Siêu mạnh em ạ. Thế còn magie với lại nhôm thì gọi là mạnh. Đấy. Từ kali này, bari này, canxi này, nari này gọi là kim loại siêu mạnh. Những cái loại nào mà tác dụng được với nước còn nhiệt độ kiện thường thì người ta gọi là siêu mạnh. Thế còn cái loại mạnh là magie và nhôm. Rồi. Đây là câu 6. Đây là câu tiếp theo, câu 7. Câu 7. Thủy phân hoàn toàn tinh bột trong dung dịch axit vô cơ loãng thu được chất tiêu cơ X.
cho x phản ứng với khí hydro thu được cho tiêu cơ y, à, xác định x và y, câu này siêu siêu dễ thôi. Mày mà nào bây giờ nhỉ? Mày mày Dương thử xem nào. Chọn A. Em viết phương trình này xem nào. C6H10O5 cộng H2O, tất cả là n lần đúng không? Cộng n H2O H cộng thành n C6. Ok. Sau đó thì cho C6H12O6 tác dụng với hydro, đây mới học hôm qua đúng không? C6H12O6 cộng H2 niken nhiệt độ thành C6H14O6 sorbitol. Đúng rồi, đây sorbitol. Vậy thì x là glucose. Đây là x này, glucose. Và y là sorbitol. Câu này rất dễ thôi, mới hôm qua chúng ta học xong. Câu 8. Thí nghiệm nào sau đây xảy ra, à, không xảy ra? Đấy, PB tác dụng với H2H4 đặc nóng. Đấy, Cu cộng với Fe2 luôn các 3 lần. Cả 3 lần rồi, Fe2H4 cộng H nó 3 loãng. Al cộng H nó 3 đặc nguội. Này cũng rất là dễ đúng không? Mà lần rồi xem nào. Vì sao chọn đáp án B? Em nhầm hả? Em chọn đáp án D. Thế vì sao chọn đáp án D? HNO3 này, đặc này. Rồi là H2SO4 này, đặc này, cả hai này cùng nguội này, thì có ba kim loại không phản ứng, tức là bị thụ động hóa ấy. À, thụ động cái gì nhỉ? Thụ động nhôm gì nữa? À, sắt và chrome, đúng rồi. Có ba kim loại này bị thụ động hóa không phản ứng. Đấy sao? Đấy, vậy thì nó cho Al tác dụng H nó ba đặc nguội thì đương nhiên là các em phải chọn luôn rồi đúng không? Không mình nghĩ. Đấy, phải chọn là ăn D. Quên bình thường, thế mày cần phải ôn. Câu 9. Cho chất X C3H9O3N tác dụng với nào H đun nóng thu được chất khí làm xanh quỷ tím ẩm và một muối vô cơ. Công thức cấu tạo của X thỏa mãn là khi mà nó có cái O3 đấy thì các em nhớ đấy, cho thầy là có hai cái trường hợp em ạ. Em nhớ đấy, khi mà có cái O3 nhá, dạng là CHHI NZO3 chẳng hạn. Khi có cái O3 này thì các em cho thầy là có hai cái mà trường hợp mà các em cần phải nhớ. Có hai trường hợp cần phải nhớ. Đấy, đó là hai trường hợp gì? Bạn nào nhớ, bạn nào nhớ hai trường hợp gì cho tay nào. Ok, cũng tương đối đúng không? Bốn bạn. Mời Minh nè. Đúng rồi, có cái gì đó NO3 chuẩn luôn. Xong gì nữa? Có cái gì đó là CO3. Đấy, có hai trường hợp này. Đấy. Thế nếu như mà NO3 thì phía trước nó sẽ là RH2N đúng không? NH2, NH3. Đấy, thế còn cái gốc CO3 thì trước nó sẽ là gì nhỉ? Rồi NH3 tất cả mấy lần? Hai lần CO3 hoặc là NH3HCO3. Đấy. Đó như này. Vậy thì các em sẽ suy ra trong trường hợp này nó sẽ là chất nào? Để chúng ta viết thử thôi.
ở đây nó chỉ có mấy liter thôi các em. À, 1 liter thôi, đúng rồi. Vậy thì nó có thể là trường hợp này không? À, không phải đúng không? Đấy, trong cái bài số 9 này chỉ có 1 liter thôi. Đấy, C3H9 O3N chỉ có 1 liter thôi. Đấy, suy ra là không phải là cái này. Suy ra không phải là RNH3 NO3. Không phải. Đấy, chỉ còn một trong hai trường hợp này thôi. Đấy. Chỉ còn một trong hai trường hợp thôi. Thử xem, thế cái này nếu mà cái này thì có phải mấy cái liter mới được? À, cũng hai đúng không? Okay, vì vậy là cái này cũng loại nốt. À, vậy cũng không phải là H2NH3 hai lần CO3. Vậy chỉ còn mỗi cái này thôi. Chỉ còn mỗi trường hợp này thôi. Bây giờ kem viết gốc gì? Viết gốc H2O3 trước đi. Đấy. Viết gốc H2O3 trước này. Tỉnh hơn chưa? À, nếu mà chưa tỉnh thì em cũng ngủ thêm một tí nữa. Ngủ thêm một tí nữa cho nó tỉnh hẳn, vì là thầy biết là các em bây giờ học khuya lắm, đêm học khuya vất vả, ban ngày buồn ngủ, chuyện bình thường. Ngày xưa thầy cũng thế, toàn học 2 giờ sáng này. Hồi thi đại học ấy, thầy cũng học kinh khủng lắm. Nên các em thì thầy biết là cũng nhiều người cũng vất vả, cũng học khuya. Đặc biệt là cái giờ này, cái giờ gọi là gà lên giường, đúng không? Rất dễ buồn ngủ. Nào, thế bây giờ các em viết thầy cái HCO3 này, vậy còn lại là gì đây? C mấy? À, mất một C rồi, đang là C3, mất một C rồi, còn C mấy thôi? À, C2. Rồi, H9 trừ 1H thì còn H mấy? H8. Đấy. C2, H8, N, đúng rồi, N. Bây giờ mình sẽ phân chia cái này ra. Phân chia này ra để cho thành các đồng phân thôi. Trường hợp thứ nhất là CH3 này. Gì nữa? CH2 và NH mấy nhỉ? NH3, HCO3. Đấy là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai, bây giờ ai biết làm như nào nữa? À, bạn Dương biết. Ai biết làm nào nữa để đồng phân mới? Diệu Linh có biết làm nào nữa không? Em chưa biết là lấy là làm cái gì đúng không? Ừ. Bây giờ em nghiên cứu đi, nghiên cứu câu 9 đi, sau đó thì em đọc cái phần hướng dẫn của thầy đến giờ đi. Đấy, thầy cho các em nghỉ 5 phút nhé. 5 phút cho các em nói chuyện với nhau một tí cho nó tỉnh táo.